Những con cá tông hết bự luôn nha mọi người. Nay mình có đi thăm mấy cái bãi sẵn, đem một số trứng kiến vàng hai chú cháu mình sáng với cháu Toàn hai chú cháu đi thập nè mọi người. Sẵn mình đem theo câu cá đây. Mọi người theo dõi video của mình câu cá hôm nay nha. Này trứng kiến vàng nha mọi người. Mình vẫn là câu cá mình tông nha mọi người. Hay lưỡi câu cá mình tông của mình nè. Được hoài á. Được hoài. Cá nãy nó lòi lãng chưa vô đó đây. Hả? Nó lòi á. Nó tới rõ. Để mình thử lại coi giật nó tới. Dính nha mọi người. Rồi ghét rồi. Dính nha mọi người. Cá mình tông này giật là phải đem lên bờ liền, nó dễ rớt lắm. Tại vì cái mỏ của nó rất là mềm. Dính nữa nha mọi người. Sao mình chưa kịp gỡ nó là nó rớt rồi mọi người. Cá mình tông này dễ rớt lắm. Cây đây cái trái gì em rủ gì cho em rủ chắc hơi khô quá ha sắc nhà hơi khô cũng rủ cũng hơi khô mà nước uống cũng hơi khô không hơi khô thì sao cũng không đắng là cái gì đâu cây này ai gì leo được gì cái quần luôn cái quần leo lên cái quần nó dài dài không cái bước lên được thơm ở đó leo em lắm đập thì đập vào cây này trời ơi. Dính trời ơi. Đây dính đừng coi mọi người. Coi bự ghê luôn. À gọi cái thùng. Đây nữa à. Trời ơi. Câu chín cái dạng nó ăn phà phà nè, tại anh câu cái đó nó bự quá nước rồi. Chín nè, nãy bỏ xuống này dính. Đút vô cái nó mừng thò rồi nó trong cái ống nó tuôn ra. Không gầy đấu trang hả? Không
làm cho ăn ốc. Hôm nay được trùng cái đem vô coi coi nó ăn ốc thầu rồi nhào ra nó gì lộn ăn. Tưng. Món ruột của người ta mà. Bữa đó mới vụt vô cái là đặt nước lên như vậy ra. Cô lường bữa đó là nó đặt cái bụng lên nó tóc tươi nắng hay vậy. Nó tưởng là nó tử vong quá. Nó kêu cha lại. Trời ơi, nãy giờ không mà qua không dính ta. Hút mới á, hút mới lại nè. Cái nắp á. Mới lấy nắp này nè. Thôi đừng bỏ bệnh, mấy con kia cũng đợi nó bu à. Đụng lại đây, chút nhiều cái máy nữa luôn. Ô nó gậy. Ui dữ lắm. Con đi. Nước này bắt đầu gầm rồi. Cạn muốn cạn. Hồi bữa vô quá trời ốc cũng nhau vô, nổi mặt nước luôn. Dính rồi cả nhà. Chứ giờ đổi kiếm cái ngã quốc liền. Tôi uống nhỏ lại rồi. Nè. Uống cái lưỡi còn đẹp thôi. Nó dễ mất hơn cái lưỡi kia không lấy được. Đẹp hơn cái lưỡi cái lúc bự nó thấy ruột nó uống lại nó đẹp thật sự không? Cái nhẹ hơn lưỡi này nữa nè. Vẫn còn cá hầm tông hết bự luôn nha mọi người. Đằng chỗ bụi tre. Hôm nay câu được nhiều cá này mọi người. Để mình đổ ra cho mọi người xem nha. Chết hết mọi người, cá hầm tông thì dễ chết lắm, mới câu lên chút xíu là chết rồi. Đây con nào nấy bự bự không mọi người, này cá hầm tông bay mà. Cá này lát mình làm sẽ kho tiêu quá. Khỏi lấy tấm thớt luôn, bận cái đây luôn.
Nát lấy mấy cái đầu cá này cho ông Quốc nó ăn. Khỏi cầm lấy tấm thớt được. Đây có gốc cây sẵn rồi. Tính ra nếu mà không xảy biết nhiều nữa ha, dính nhóc trơn, đứt mỏ nó dính cây gớt, dính gớt. Tính ra khác mình lấy cái đầu cá này nè, mình cho ông Quốc ăn nha mọi người. Mình có nuôi con Quốc, Quốc con bữa 7 trong mấy cái clip mọi người ha. Đây nè, nhưng mà nó còn nhát lắm mọi người. Cho mày ăn mà mày chạy nhảy gì không biết. Giờ mình sẽ bẻ ít trái tiêu lớp lá kho cá nha mọi người. Bắt kho cá này mình đập dập dập mình bỏ xuống nha mọi người. Cá này nãy mình với Toàn bằng sâm nè mọi người. Thì hai chú cháu chia ra người được một ít nha. Bây giờ mình sẽ ướp cá trước khoảng 15 đến nửa tiếng thì mình sẽ kho ăn nha mọi người. Đây nghe mọi người, giờ mình sẽ đâm cái tiêu lớp này để mình ốp cá luôn nha mọi người. Thank you.
trái đây thì mình đã ớt tỏi nè, nước màu nè, nước mắm nè, bột ngọt chứ một ít đường rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho cái phần tiêu lớp này vô luôn nha mọi người. Mình sẽ ớp khoảng nửa tiếng đi, lâu thì con cá nó thấm nó sẽ ngon. Cá mình ớp khoảng nửa tháng rồi, bây giờ bắt ăn con nha mọi người. Mời cả nhà ăn cơm với vợ chồng mình nha. Mình ăn thử cá tôm mình kho. Nhìn rất là ngon nha mọi người. Đúng không? Không. Ngon quá. Này môn xào mà bỏ đi ra ngoài đây cái mở đèn lên cái nó bị đen luôn. Này là canh bầu hồ lô bữa đi câu cá mà nằm cho nè mọi người, cho một cái hai chồng ăn không gầy chưa hết nữa. Thôi mình kết thúc video đây nha mọi người. Mọi người có buổi xem video thật vui vẻ nha. Đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông để theo dõi và cập nhật những video mới nhất của mình nha mọi người.